người quay trở lại với kênh tin tức tổng hợp Hương Kali. Thì theo như mọi người đã biết, tình hình dịch bệnh bây giờ trên thế giới vẫn chưa được kiểm soát, đặc biệt là ở nước Mỹ. Tình hình dịch bệnh và những cái ca nhiễm liên tục tăng lên. Mặc dù một số nước như là Australia đã kiểm soát được dịch bệnh, nhưng mà tại Cali của Mỹ thì cái số ca bệnh tăng lên đáng kể. Vì vậy nên hôm nay Hương muốn chia sẻ cái thông tin là tiểu bang California tiếp tục có lệnh lockdown again. Thì cái tiểu bang ra lệnh ở nhà khắp Nam California từ tối ngày 6 tháng 12. Thì tiểu bang ra lệnh ở nhà, trong đó có Orange County, từ tối chủ nhật ngày 6 tháng 12, giữa lúc cái số giường còn trống trong phòng chăm sóc đặc biệt CIU tiếp tục giảm mạnh và số ca COVID-19 tăng mạnh. Theo cái tờ nhật báo Los Angeles Times, thì lệnh ở nhà sẽ có hiệu lực từ lúc 11 giờ 59 phút tối chủ nhật. Tiểu bang xác nhận lệnh này sẽ kéo dài ít nhất là 3 tuần, tức là đến ngày 28 tháng 12. Nhiều doanh nghiệp không thiết yếu sẽ không được phép mở cửa do lệnh ở nhà. Và tiểu bang áp đặt lệnh ở nhà cho vùng nào có số giường ICU còn trống xuống dưới 15%. Và tính đến thứ Bảy thì số giường ICU còn trống ở Nam California là 12,5% theo dữ liệu của tiểu bang. Theo thông báo của tiểu bang, quận hạt ở Nam California chịu lệnh ở nhà gồm Inverary, Indore, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Lucia Obispo, Santa Barbara và Ventura. Những quận hạt này sẽ bắt buộc đóng cửa tất cả những doanh nghiệp phục vụ cá nhân, gồm tiệm tóc, tiệm nail, sân chơi, sở thú, viện bảo tàng, công viên thủy sinh và nhà máy rượu vang. Khu cắm trại không được phép cho khách ở qua đêm. Nhà hàng chỉ được phép bán đem đi, có nghĩa là chỉ được to go, không ăn tại chỗ. Cửa hàng bán lẻ vẫn được phép mở cửa nhưng chỉ ở mức 20% sức chứa và không được phép bán đồ ăn thức uống bên trong. Không như lệnh đóng cửa mà thống đốc Gavin Newsom ban hành hồi mùa xuân, lần này hầu hết hoạt động ngoài trời như là ra bãi biển và hoặc là hiking không bị cấm. Sông bài bắt buộc đóng cửa, khách sạn không được phép đón khách du lịch, chỉ được mở cửa để hỗ trợ cơ sở hạ tầng cấp thiết. Sản xuất phim ảnh, ca nhạc, giải thể thao, chuyên nghiệp vẫn được phép hoạt động miễn là không có khán giả tại chỗ. Thì vào hôm thứ Bảy, thành phố Westminster thuộc Orange County cũng đã ra thông cáo báo chí nhắc nhở cư dân về lệnh ở nhà của tiểu bang. Trong thông báo, giới chức thành phố khuyến khích doanh nghiệp nào được phép mở cửa dành riêng giờ cho người cao niên và người bệnh mãn tính. Tụ tập riêng tư chỉ được tối đa một gia đình và cấm đi lại ngoài đường nếu không phải việc thiết yếu, theo thông cáo. Giới chức Westminster khuyến cáo doanh nghiệp cũng như cư dân địa phương, nếu có thắc mắc thì liên lạc với thành phố qua mạng hoặc gửi tin nhắn cho số 714-548-3246. Thành phố khuyên không nên gọi 911 trừ trường hợp cần thiết. Vào tối thứ Sáu, thì Bộ Y tế California công bố dữ liệu mới cho thấy Nam California đang thiếu trầm trọng giường bệnh CIU. ICU, số giường trống còn chưa tới 15%. Đến thứ Bảy, con số này xuống thấp hơn nữa. Và hôm nay chúng ta có 22.000 ca, hôm qua có 18.700 ca. Bác sĩ Mark Bradley, Bộ trưởng Y tế California, loan báo trong buổi phỏng vấn vào hôm thứ Sáu. Thì những con số này cho chúng ta thấy chỉ 2 tuần nữa thôi, bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn là bây giờ nhiều. Thì từ đầu đại dịch đến nay, California xác nhận 1,3 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 19.700 người chết. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày, tiểu bang có thêm 17.800 người nhiễm, theo dữ liệu của Los Angeles Times. Thì lệnh ở nhà nặng này của thống đốc Gavin Newsom bị tất cả các bên chỉ trích. Người thì cho rằng quá khắt khe sẽ giết chết doanh nghiệp nhỏ, người thì cho rằng chưa đủ quyết liệt vì khu mua sắm vẫn được mở cửa. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia y tế, lệnh này có lẽ là cách tốt nhất và có lẽ là duy nhất giúp ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Thì hiện tại Cali đã có nhiều đợt lockdown như vậy, nhưng mà tình hình thì nó vẫn chưa được kiểm soát và bây giờ lại có thêm một lần nữa tiếp tục đóng cửa. Và Hương hy vọng là lần này cái số ca nhiễm sẽ giảm đáng kể so với những lần trước, tại vì bây giờ cái số giường bệnh chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện nó đã thiếu hụt trầm trọng. Nếu mà không thực hiện cái việc đóng cửa này thì có lẽ
chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát được cái số dịch bệnh, và cái nếu mà có xảy ra những cái trường hợp mà cần giường bệnh hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nặng thì sẽ không có đủ cũng như vừa cơ sở vật chất cũng như là giường bệnh chăm sóc đặc biệt dành cho những cái bệnh nhân mà nguy hiểm hơn. Vì vậy nên cái thống đốc California mới ra cái lệnh đóng cửa tiếp tục, và lần này sẽ kéo dài trong 3 tuần. Hy vọng là cái lệnh này sẽ có kết quả tốt và mang lại cho California giảm muộn những cái ca nhiễm bệnh. Và cái chế bản tin hôm nay cũng khép lại video hôm nay của Hương. Hương xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.